một ngày rồi. Hai chị em con đi thắp hết hương ở tại nghĩa trang, mang 4.000 hương đi, gần như là đã xong đã hết, thì bắt đầu vòng về đến đài tưởng niệm. Và phần mộ của cô thì trời đổ mưa quá to luôn, nên là bây giờ hai chị em lên đài tưởng niệm lễ tạ và xong để xin phép quay gót và về khách sạn. Là xin em ra vái em cắm vào đấy đi. Thì con xin chị em con đến đây thôi. Đấy, một ngày rồi đi thắp rồi, thắp hương một ngày trời rồi. Đây, cỏ may bấu kín quần rồi đây. Đấy, cỏ may bấu kín quần rồi. Một ngày rồi đi thắp hương, một ngày rồi thắp hương, thắp đúng một ngày quay lại đây. Ở ngoài mình mưa to à cậu, trong này cũng đang bắt đầu mưa. Thì bắt đầu quay về, thắp xong quay về nghĩa nhà chỗ đài tưởng niệm thì mưa to. Giờ đây. Giờ này cho chị em con xin phép được xin phép. Chúng con đã đi thắp hương rồi, còn phần hương chúng con không thể biết, cũng tối cũng mưa rồi. Chúng tôi đến đây thì con xin các vị ông hồ dặn cho chúng con lấy nguồn tâm nguyện này. Mưa rơi gì? Cái nước mưa ngấm vào sao lại còn ốm á? Cháu cả trơn nhá, đi lên chỗ chơi chỗ dài này, đi cái tông đấy. Thì mình mãi nhiều như thế. Không thấy sợ chết gì nhỉ? Mưa to quá. Cầm lấy. Xin chào cả nhà nhé. Thành đó, đấy cổ đây Thành đây. Ướt hết rồi. Đây cầm may bấu hai chị em ướt hết. Cầm may kín quần đây chị em. Hai chị em đây. Ướt hết rồi. Mày đây. Ra. Đấy. Ôi đấy. Ướt hết rồi cả nhà yêu ơi. Cả nhà yêu ơi. Đấy. Thả cho một tim nào. Rồi. Thôi thì cũng là cái tâm nguyện nhẹ nhõm trong lòng từ bao nhiêu ngày tháng nay, hôm nay cũng là nhân duyên chị em chúng con về đây thắp hương. Mọi người thả tim cho chị em chị nhé. Không ạ, bây giờ về cuối năm rồi cho nên là cũng thưa lễ lộc phải ta lại bỏ đi rồi đúng không? Quá hay đến cái phần mộ quá. Thì có được thấy mưa nhỉ, mình thăm vòng đến đây thì mưa cũng thiêm đến mộ cô sáng rồi. Tám ơi, làm lễ từ sáng rồi nhưng mà hôm nay đi thắp hương hết các ngôi mộ thì đến chỗ mộ cô để thắp, chung quanh đấy thì là mưa, thì là xin sám hối các ngài ở chỗ này thì thắp gần hết 4.000 hương nha chị Tám nhá. Là 4.000 hương. Thắp gần hết 4.000 hương thì ông trời đúng mưa. Chắc là ông trời bảo thôi hai chị em mày thắp thế thôi. Để chỗ này thì là đây. Nhiều người à. Quay căn trước đi. Quay căn trước à. Bây giờ là thôi. Đấy 4.000 hương rồi. Đấy, ướt hết rồi. Cha mẹ mới lại các ngài bảo là thôi hai chị em thế là có tâm lắm rồi, đi về được đi rồi. Thì là có bao nhiêu trong hỏng hiểm hóc ông rộng rạp khi vào hết rồi. Còn ở gần mộ cô thì rất nhiều người biết đến lắm. Cho nên là hai đứa chúng mày về đi. Đúng rồi đúng. Bây giờ mới mưa rồi. Cho nên là ông trời mưa xuống để cho hai đứa về. Mày đi thắp suốt rồi từ sáng giờ rồi. Ừ, đi vào những phòng
Đây bây giờ mới bắt đầu thì cô làm gì được giày cao gót thêm như kia. Ôi dài đi. Quần áo toàn màu hương. Nó đỏ nó ấm vào. Xong rồi thì lại ướt lút thút. Làm việc thơm tho thu cảnh như mọi người đi lễ. Chui rúc là sắc. Nhưng mà em không nhận, em vào chỗ đấy rậm thật. Ui cỏ cứ đến ngang gối này. Nó chưa cắt đến hết nhỉ? Ừ, nó chưa làm đến. Chui rúc sắc nhỏ, có thể là cũng sót đấy. Nhưng mà nếu không, không ở cái khu đấy làm là... Không, không sót, không sót chị ạ. Em đi từng mộ. Lúc khu trên. Chỗ này này. Khu trên mà lúc nó không cho thắp đấy thì có khi là còn thắp 1, 2 mộ. Nhưng mà ở cái khu chiều hôm nay là chị em mình không thắp bởi vì nó rộng như thế thì em cứ đi hết. Hoa hồng sáng chị ạ. Chị em là sen trắng. Đẹp quá, lễ. Cả nhà yêu ơi, những ai mà gửi lễ cô là cô cúng khấn xin hết rồi nhá. Nên cả nhà cứ yên tâm nhá. Đấy. Cả nhà cứ yên tâm nhá. Lúc nào có điều kiện thì lại về lễ cô. Không phải lo lắng suy nghĩ gì nhá. Thôi bây giờ ra đến cổng rồi chào cả nhà nhá. Để chuẩn bị để lấy xe ra để về đây. Thế lạnh lạnh mà ngơi đấy. Ừ lạnh ngấm nước mưa rồi mà. Bye bye, chào cả nhà nha, chào cả nhà yêu nha. Xin chào.